Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 2023. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 85. Những đức đọc những công đoạn này quý vị nghe để gây dựng thêm tín tâm tín nguyện niệm Phật. Và tất cả chúng ta ai cũng có cơ hội được niệm Phật giáng sanh. Dù mình đã từng tạo tội nghiệp phá thai hay tội nghiệp bất hiếu cha mẹ, sát sanh, nói tóm lại là tạo rất nhiều tội nghiệp. Quý vị nghe những đoạn văn này, quý vị chân thật niệm Phật đều có cơ hội được cứu nhé. Chẳng luận có tội hay vô tội, chẳng kể là trì giới hay phá giới, nếu căn cứ vào thời điểm và căn cơ thì chỉ có pháp môn tịnh độ, hạnh niệm Phật là yếu pháp để thoát khỏi sinh tử trong đời này. Đây là lời dạy của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân. Chỉ cần quý vị lỡ phạm sai lầm tội lỗi, như Pháp Sư Vánh Kha ở trong chùa tạo nhiều điều tội lỗi, cuối cùng nghe khuyên niệm Phật, nói về nhân quả, quả báo đọa lạc khổ đau, chân thật quay đầu niệm Phật thành tựu. Trong 84.000 pháp môn thì pháp môn tịnh độ này là pháp gọi là hạnh đệ nhất. Chỉ cần bạn quay đầu niệm Phật, có tội hay không tội, trì giới hay phá giới, chỉ cần quay đầu chân thật niệm Phật, gây dựng tín nguyện giống như liêu mạng niệm Phật để cầu sanh cực lạc luôn. Từ hôm nay nghe một phát là quyết chí niệm Phật cho tới cùng, thành công. Giống như câu chuyện Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể về vua luôn, Thái tử A Xà Thế nha. À đúng rồi, sau này cũng làm vua. Tạo tội nghiệp trong ngũ nghịch có phạm. Sau cuối cùng ông nghe Đức Phật giảng dạy về pháp môn tịnh độ, ông chân thật nương vào ông tu, tâm sám hối cực kỳ cao, ông giảng sanh thượng phẩm trung sanh. Đó là lời Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết. Giảng thuyết những câu này để cho tất cả những người tạo tội nghiệp có cơ hội quay đầu. Không phải là Phật Pháp chỉ người ta đi tạo tội nghiệp bậy quá. Trong Phật Pháp dạy là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, sao mà dạy người ta đi làm ác. Nhưng mà những công đoạn này nêu lên để cho tất cả những người lỡ làm sai làm ác có cơ hội quay đầu. Chúng sanh đều có cơ hội quay đầu lại sửa sai để niệm Phật. Chứ bây giờ mình nghe đạo gì không lẽ mình đi làm sai làm ác. Nhưng mà chúng sanh ta lỡ làm sai làm ác, hoặc ta đi tu mà ta gặp ngay một cái nơi không có dạy người ta, ta lỡ làm sai làm ác, phạm giới làm điều sai quấy. Bây giờ người ta nghe như vậy, người ta quay đầu lại, người ta chân thật, người ta niệm Phật cầu sanh cực lạc thì ta có cơ hội được cứu. Ý là như vậy đấy. Quá từ bi, tâm nó quá từ bi vậy. Mình nghe mình phải hiểu, chứ không phải là kêu người ta đi làm sai làm ác, hiểu chưa? Mà cho người ta cơ hội, mới có câu nói là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Người làm sai cỡ nào mà chân thật quay đầu quá quý, cực kỳ quý. Mình cho người ta cơ hội đó. Nhớ, mỗi một người mình mà nghe gì là mình thấy mình có cơ hội liền. Rõ ràng thấy mình có cơ hội. Trong nhà Phật cũng như thời Đức Phật còn tại thế, bà Liên Hoa Sắc bà là kỹ nữ. Nhưng khi bà quy y với Đức Phật, bà
phát tâm và sửa sai và làm đúng, làm tốt, tu hành chứng quả A La Hán. Thần thông đệ nhất là bên nữ. Nên những người mà tạo tội nghiệp phạm giới tà dâm hay là làm kỹ nữ, lấy chồng người, lấy vợ người, làm nhiều điều sai quấy vô cùng, pháp môn Tịnh Độ này có thể cứu bạn, bạn có thể quay đầu sửa đổi, chăng thật niệm Phật. Bây giờ những đức hỏi quý vị, vì giúp cho một con người quay đầu sửa đổi tốt hơn hay là quý vị để nó tiếp tục làm sai? Có nhiều người ta không hiểu, ta nói sao mà dễ dữ vậy? Sao mà quá dễ gì? Không lẽ quý vị nói khó với những con người mà người ta căn tính như vậy? Nên pháp môn Tịnh Độ nó là tam căn phổ độ phàm thánh tề thấu, thượng, trung, hạ. Bây giờ nếu quý vị là bậc thượng thì quý vị nên nhìn bậc hạ đi, cho người ta có cơ hội. Quý vị là bậc thượng, quý vị cứ lao theo bậc thượng quý vị à. Quý vị là bậc thượng, quý vị làm được chuyện cao xa, việc lớn. Giống như bây giờ quý vị có tiền, quý vị cúng 10 tỷ, người ta không có tiền, người ta cúng 1.000. Người ta không có tiền mà. Cái 1.000 đấy cũng chưa chắc ít hơn 10 tỷ quý vị đâu. Vì người ta có chỉ đúng 1.000. Còn quý vị cúng 10 tỷ mà quý vị có mấy chục tỷ. Hiểu chưa? Cái nguyên lý của Phật Pháp là dụng tâm, quý vị hiểu chưa? Dụng tâm. Hoặc là gặp duyên không đồng. Gặp duyên không đồng. Mình đi tu mình gặp ngay cái duyên nghe Pháp, biết tu hành đồ, thì gặp duyên tốt. Còn có những người ta đi tu, người ta gặp ngay cái nhân duyên mà người ta không được giải thoát gì chứ. Duyên ta không được tốt bằng mình. Gặp duyên không đồng. Khi ta tu học sau này tự nhiên ta hư. Có những người từ khi còn nhỏ đi với thầy, thầy cũng đi kiếm tiền, trò cũng đi kiếm tiền. Lớn lên người ta tiếp tục y rang gì. Sau mấy chục năm người ta làm những việc giống như cơm ăn áo bặn. Cuối cùng người ta nghe đạo, người ta quay đầu. Vậy thì người ta có cơ hội rồi. Nghe được gì ta quay đầu, có cơ hội. Giống như câu chuyện của Ngài Hư Văn. Những người đi theo Sùng Thiện, ông dạy họ toàn quả bộ hư không? Hư không, không có gì ai gì họ không. Khi gặp Ngài Hư Văn, Ngài Hư Văn dạy một cái, thì họ nói câu từ xưa tới nay học Phật mười mấy năm, mà đây mới là lần đầu tiên được nghe dạy về giáo Pháp. Thấy không? Con người vốn là thiện. Nếu mình gieo cái nhân thiện cho người ta giết rồi người ta phát thiện, mình cho người ta cơ hội là người ta sẽ tu được. Ví dụ như bây giờ mình là bậc thượng, mình tu được bậc thượng, mà nếu như mình đem bậc thượng mình đắp vào bậc trung bậc hạ, sao người ta tu? Nó pháp môn Tịnh Độ nó là tam căn phổ độ phàm thánh tề thấu, cho người ta cơ hội. Nên những điều nêu lên này, cái tự nhiên ai cũng hân khởi niệm Phật. Ô, niệm Phật là thành tựu. Vì thì tôi cũng chân thật quay đầu niệm Phật. Người ta niệm Phật, người ta muốn sanh cực lạc, giết rồi thì tự nhiên bản thân người ta sẽ sửa đổi lỗi lầm. Quý vị tại sao không cho người ta cơ hội? Từ chư tổ sư người xưa, bậc cao tăng, toàn là người ta có trí tuệ, người ta có tâm từ bi. Tốt, tốt, tốt. Nên mỗi một người mình tu phải có tâm tùy duyên, phải có tâm tin sâu nhân quả, và hạ cái tâm kiêu ngạo. Đừng có nghĩ mình làm cao xa rồi mình nghĩ người ta phải làm cao xa. Hoặc mình làm cao xa mình được có chút tí, nhưng mà mình nói nghe nói cái chuyện đơn giản mà thành tựu lớn gì. Mình phải suy nghĩ lại, tại sao mình không tạo cho người ta cơ hội? Mà mình chỉ biết chấp cái việc mình đang tu là tu cái pháp tự lực. Phải suy nghĩ cho kỹ. Giống như có nhiều người đi học bằng được tiến sĩ, đi làm cái chỗ mà cái giá lương đó, chút xíu, thà ở không không làm. Thấy không? Nếu như mà mình đi làm thì người ta nhìn mình ra có bản năng, có tài năng, tự nhiên người ta tiếp nhận mình có cơ hội tăng lên từ từ lên. Còn bây giờ mình ôm cái bằng tiến sĩ thì mình ở không, ai nhìn mình nữa? Bạn có bằng gì đi chăng nữa mà ở không, không ngồi rồi thì cũng là vô dụng. Mình có cái bằng này mình phải đi làm những việc bình thường để phát triển về sở hành. Bây giờ mình chỉ được sở học mà chưa đạt sở hành. Bây giờ mình có bằng cấp cao nhưng mình phải đi làm cái sở hành thử đi, để cho người ta nhìn mình, hạ mình, biết nghe lời. Người ta nhìn mình từ từ mình mới lên, từ từ mới thành đạt. Người ta
chưa hiểu nhiều. Mình đưa cái cao xa cho người ta làm sao người ta tu học đây? Nên mình đưa cái việc mà người ta làm được kìa, mình đưa cái mà người ta làm được á, mình đưa cái cho người ta làm được, người ta làm được rồi người ta sẽ hưng khởi tâm. Như những công đoạn của ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy, quý vị coi, hưng khởi tâm làm được liền, nghe rõ ràng được, chẳng lựng có tội hay vô tội, chẳng kể là trì giới hay phá giới. Nếu căn cứ vào thời điểm và căn cơ thì chỉ có pháp môn tịnh độ hạnh niệm Phật là yếu pháp để thoát khỏi sinh tử trong đời này. Vào thời điểm, thời điểm là thời mạt pháp, căn cơ mình, Đức Phật đã nói là thời mạt pháp niệm Phật thành tựu, thì thời điểm mạt pháp Đức Phật chỉ điểm Phật, mạt pháp niệm Phật thành tựu. Vậy thì trì giới hay phá giới, có tội hay vô tội, nếu quay đầu tín nguyện niệm Phật, được Phật tiếp dẫn, được cung. Thời điểm mạt pháp này lấy niệm Phật làm chính, chánh hạnh luôn, nó rõ ràng. Nên mỗi một người mình nhận thức được gì thì tự nhiên mình giảng tịnh độ, người nghe tự nhiên thấy mình cũng có cơ hội. Mỗi một người mình tu tịnh độ thì hừng hực cái tâm niệm Phật lên. Bởi vì như Đức nói, bây giờ thôi tôi cứ niệm Phật, tôi đeo máy niệm Phật đi, đứng nằm ngồi niệm Phật, tôi cũng làm y rang Phật tử, tôi chỉ luôn, cầm máy bấm số bình thường, tôi chạy xe đạp tôi cầm máy bấm số vòng vòng chùa thế, ai với đà Phật bấm, cứ gì mà làm đơn giản bình dị. Rồi chiếc máy nghe pháp truyền bá trên mạng, ngọn người hữu duyên vô coi, máy nghe pháp truyền bá khắp nơi. Rồi cái đèn bông sen để bàn thờ ông bà, bắt niệm Phật suốt luôn, mà áp dụng thờ khóa là lễ Phật cũng được luôn, bấm ngay cái điều lễ Phật 4 chữ 6 chữ điều lễ được vào, cái quỳ xuống bắt đầu khen cái lại, khen đứng lên rồi theo đó mà lại hoài đi. Nhưng mà trong đây thì lại tới nào mình nghĩ thì mình nghĩ, rồi tắt rồi tự mình hồi hướng, xong kết thúc. Nên đem tịnh độ đi truyền bá, đem tịnh độ giới thiệu đơn giản bình dị, dễ nghe dễ hiểu và dễ làm. Mình là căn tính bậc hạ, mình là hạ căn hạ chí mà thôi, mình biết thân phận. Đó là hạ căn hạ chí thì biết thân phận, lo niệm Phật vậy thôi, cứ chân thật niệm Phật. Các hạnh vãng sanh niệm Phật là đệ nhất. Bây giờ mình muốn sanh sang thế giới của Phật thì pháp niệm Phật là đệ nhất, để giúp cho mình sanh sang nước Phật. Ai nói gì mặc kệ, chúng ta cứ đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu, nằm đâu, ở đâu, từ tốn nhẹ nhàng thoải mái, không cần gấp gáp quá, cũng không có chậm quá, nhẹ nhàng niệm Phật. Quý vị coi, quanh năm những đức điều tán thác tịnh độ cứ niệm Phật, vậy mà làm bao nhiêu việc, quý vị coi, bên lễ Diệu Âm đợt này đông quá trời đông luôn, quý vị coi, y người ta nó chỉ có niệm Phật thôi. Bữa nay 19 là ngày mai 20 lễ viếng Quan Âm rồi, cuối cùng ở bên hộ pháp tổ chức, y người ta bị coi thù thắng như vậy mà là biết từ niệm Phật mà ra. Vì coi cái đặc biệt mà cái bản lãnh như Đức là cái gì, niệm Phật. Bản lãnh như Đức là ngay chỗ nào, niệm Phật. Những Đức có đúng cái bản lãnh gì, niệm Phật. Nên như Đức đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu cho quý vị nghe rồi hưng khởi tâm lên. Trời ơi, mười mấy năm của những Đức làm gì niệm Phật, bây giờ quý vị chỉ cần đi tu làm như những Đức thôi, quý vị thấy cũng đặc biệt. Nuôi bao nhiêu con người già, khuyên bao nhiêu người niệm Phật, thành tựu giảng sanh đồ đặc biệt. Liên tịnh 11 tuổi mới đây nè, thành tựu thấy chứ, chính mắt thấy, tự tại nhẹ nhàng ra đi. Pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng, nhiều cái cảm ứng lắm. Những Đức nói nhiều cảm ứng lắm. Nhiều người trong chùa niệm Phật mà khỏe mạnh, bệnh đau tự hết. Chân thật niệm Phật, phải tin Phật. Trong câu Phật hiệu có diệu pháp âm, hãy tin Phật mà niệm Phật đi. Đặc biệt lắm, tuyệt vời lắm quý vị. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người học tập, dù những công đoạn này ít nè, nhưng quý vị nghe đi, tính tâm tính nguyện gầy dựng kiên cố, cả đời niệm Phật không thối tâm,
Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. Nhớ, phát nguyện cầu sanh Cực Lạc là chính. Nhớ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.